xin chào tất cả các bạn yêu lan. Buổi chiều ngày hôm nay thì em vừa cập đến thêm một cái lô, đó chính là Trần Mộng Xuân. Trần Mộng Xuân, một cái dòng hoa nở vào thịt mùa xuân thời điểm Tết. Và hai số điện thoại các bác thường liên hệ đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Dân Lộc, Hải Dương. Tất cả những đơn giá em báo là chưa có cước nhé. Riêng một số mặt hàng thì em sẽ áp dụng chương trình bao cước trên một số mặt hàng cụ thể. Hàng này thì bây giờ thì em đã nhập hàng để bổ sung vào cái bộ sưu tập cái mặt hàng hoa để các bác chơi xuân chơi Tết rồi ạ. Và hôm nay thì nhà em vừa về một lô. Hàng Trần Mộng thì đa phần nó sẽ mọc theo từng rề. Và hôm nay thì những cái bụi này thì nó sẽ dao động từ 3 cân đến 7 cân tùy từng rề nha các bác nhá. Hàng rất là đẹp. Và thời điểm này các bác sưu tầm Trần Mộng là thời điểm vàng rồi ạ. Thứ nhất là giá thành nó khá là rẻ, và thứ hai là cái nụ của hoa của nó bây giờ đang chuẩn bị nhú lên. Nó sẽ đảm bảo hơn khi là cái nhụ của nó sẽ dài. Đó, hàng này thì em bán với giá là 80.000 đồng một cân nhá. Hàng này các bác mà mua từ 5 cân trở lên, một bụi 5 cân hoặc là các bác cứ gộp thành 5 cân đối với dòng Trần Mộng này thì em sẽ bao ship cho các bác tận nhà. Đấy. Cái mặt hàng này cực kỳ là ưu đãi bởi vì em nhập được số lượng lớn, và thứ hai là hàng về liên tục ạ. Hàng đa phần là sẽ về trong ngày luôn và bán hết trong ngày. Và cái mặt hoa của Trần Mộng Xuân thì sau đây thì em sẽ cho mọi người xem qua cái mặt hoa của nó nhé. Bông hoa thì vòi hoa cực kỳ là dài, hoa màu vàng và sai hoa Trần Mộng Xuân ạ. Đây là cái mặt hoa của nó. Cái hàng này thì bông hoa của nó khá là thông dụng, các bác có thể tìm hiểu ở trên mạng cũng có. Dạ đây ạ, đấy cái mặt hoa của nó đây. Đấy, đây là địa lan Trần Mộng. Vòi hoa cực kỳ là dài, có những cái giò Trần Mộng nó lên giá hàng trăm triệu đồng cũng có đấy ạ. Đó. Rất là đẹp, rất là bền hoa. 80.000 đồng một cân, mua từ 5 cân, bao ship ạ. Mặt hàng đầu tiên em giới thiệu các bác đó chính là những cái chậu đen rũ mắt đen. Hàng nhà em cập bến thêm một vài chậu. Nói chung là thời điểm này cái đen rũ úp là thời điểm vàng để các bác sưu tầm. Thứ nhất là giá thành nó khá là rẻ, và thứ hai dòng này hoa nó màu hồng cánh sen rất là đẹp. Đấy, một chậu nó sum xuê rất là nhiều thân này. Đó, chậu này thì đầu năm hoặc đến thời điểm lúc mà ra hoa không dưới 500.000 đồng một bụi đâu ạ. Đó, hôm nay thì về số lượng có tầm khoảng gần chục chậu thôi. Đấy, một bụi sum xuê cũng rất là nhiều thân tơ như vậy. Em bán đồng giá với giá là 350.000 đồng một bụi nhá. 350 một chậu. Một chậu rất là nhiều thân, hoa rất là đẹp, dòng đen rô úc mắt đen thì giá trị của loài rất là cao đấy ạ. Mặt hàng tiếp theo em xin giới thiệu các bác đó chính là chậu đen rô xuân hàng thuần. Và nhà em thì có hai loại đen rô xuân để các bác lựa chọn. Thứ nhất là hàng này là hàng thuần tại chậu, tức là nhà vườn người ta thuần nó khỏe rồi. Và loại thứ hai là loại hàng cốc. Hàng cốc thì nó sẽ nhỏ hơn và giá trị nó rẻ hơn. Nếu mà mình muốn giá trị mình có ít tiền ấy, thì mình có thể lấy cái hàng cốc cũng được, hoặc là các bác lấy một chậu như vậy này. Em thấy thực sự các bác là nó rất là rẻ luôn. Đó, hôm nay thì nhà em về cái hàng này rất là đẹp, hàng thuần tại vườn rồi. Và riêng dòng đen rô xuân thì nó cực kỳ là đa dạng, nhiều màu sắc. Đây các bác nhìn này, một chậu cực kỳ là nhiều thân luôn. Và hàng riêng cái hàng Tết thì một chậu cốc nhỏ nhỏ đã rơi tầm 180 rồi đúng không ạ? Và một chậu này nó phải tương đương gấp đôi cái loại cốc nhỏ luôn các bác ạ. Đó, hàng rất là đẹp luôn, một bụi rất là nhiều thân. Hàng này hôm nay thì em bán với giá là 220.000 đồng một chậu. Giá bình thường là 250. Đấy, lô đợt này thì em nhập giá thành nó rẻ hơn, chỉ có 220 một chậu thôi. Và riêng loại này các bác mà đặt từ 3 chậu trở lên nhá, hoặc là các bác có thể rủ bạn bè mua chung thì em sẽ bao cước tới với dòng đen rô xuân này nếu lấy từ 3 chậu ạ. Đó, và nhà em bao cước trên mặt hàng cụ thể, các bác lưu ý giúp em. Còn tất cả những đơn hàng đều đa phần là không bao cước. Dòng đen rô xuân này mua từ 3 chậu sẽ là bao cước ạ. Và mời mọi người cùng ngắm qua những cái mặt hoa của dòng đen rô xuân nhé. Đấy các bác nhìn này, nó đa dạng nhiều màu sắc lắm. Nhưng bởi vì không phân màu hoa ấy, nên thành ra là các bác có thể sổ ra một trong những cái mặt hoa trong đây. Đó, rất là đẹp. Đây là những cái cốc nhỏ nhỏ này đã là 180 rồi đấy. Thời điểm Tết đấy các bác ạ, nó một thân thôi. Mà một chậu sum xuê như vậy có 220.000 nó quá là rẻ đúng không ạ? Để các bác có thể sưu tầm một chậu nở hoa xuân. Và em có một loại nữa, đó chính là loại hàng cốc đây ạ. Loại hàng cốc thì nó sẽ khác hơn. Đấy, nó sẽ ít thân hơn và đặc biệt hơn là đấy. Đây loại này thì nó nhỏ hơn. Đó, tí em sẽ so sánh cho các bác một chậu này với cả một chậu hàng thuần nhá. Đây ạ, hàng cốc đây, đây là một cốc 95.000. Cốc này thì em có hàng cốc và đây là hàng thuần chậu này. Chậu này là 220 này, các bác nhìn này. Đó, nó sẽ có sự khác biệt. Đây, đó.
Đấy, các bác muốn lấy cái loại nào thì các bác báo em nhé. Nếu các bác muốn sưu tầm thôi thì các bác có thể lấy cái loại chậu 95.000 đồng một chậu cũng được. Hoặc các bác muốn lấy cái chậu mà chơi luôn hoa sân, hoa Tết mà trồng luôn mà chậu không phải trồng lại ấy. Tại vì thông thường thì những cái chậu kia các bác vẫn phải cho ra ngoài. Đó, hàng này thì em bán 220. Còn cái loại nhỏ, cốc nhỏ thì là 95.000 nhé. Tiếp theo lại bổ sung thêm một lô hoàng thảo chuỗi ngọc. Phải nói là cái mặt hàng này thì rất là thu hút khách hàng của nhà em. Đây, đèn rô sân vẫn còn này. Hàng chuỗi ngọc này thì nhà vườn người ta đã thuần tại chậu rồi ạ. Và các bác nhìn này, những cái chậu thuần này nó rất là mướt đẹp. Đó, dễ ăn rất là khỏe rồi. Dễ ăn rất là khỏe và đẹp như vậy. Đấy, những cái hạt ngọc rất là lung linh và long lanh. Chuỗi ngọc này hàng thuần rồi thì em bán là 220 một chậu. Hàng này thì hoa cũng nở vào dịp mùa xuân và hoa cực kỳ là đẹp đấy ạ. Và đây ạ, những cái mặt hoa của chuỗi ngọc thì không thể chê một chút nào luôn. Hoa có thể là họng nhung đen hoặc là họng màu vàng. Bởi vì hàng rừng nên là sẽ có thể một trong hai mặt hoa như trên màn hình này các bác ạ. 220.000 đồng một chậu nhá, chuỗi ngọc, hàng rất là đẹp luôn. Hàng này lần nào về cũng cháy hàng ạ. Và tiếp theo nữa thì đây ạ, lại một cái lô sơn thủy tiên hàng chậu, nhà em lại vừa cập bến. Và đây ạ, những cái chậu người ta thuần đến 2-3 năm trong một chậu này. Củ giả hành rất là to, mập, bụi rất là to. Hàng này là hàng hoa sơn. Và sơn thủy tiên riêng cái giá trị của nó thì bán ra nó cũng đã rất cao rồi đúng không ạ? Đó. Một chậu như vậy đều như nhau. Hàng thân nùn mà cực kỳ là nhiều thân. Và một mắt sơn thủy tiên rất là nhiều mắt nụ các bác nhé. Hàng này hoa rất là tuyệt vời. Em bán với giá là 350.000 đồng một chậu. Sơn thủy tiên này những cái lô đầu tiên em nhập ấy còn 380-400.000 một chậu cơ. Và đặc biệt khi mà nó nở hoa đầu xuân ấy, khi mà đang có nụ hoa ấy, toàn trên 500.000 một chậu đấy ạ. Hôm nay thì các bác mua với giá là 350 sở hữu một chậu khá là bự và rất là nhiều thân, nhiều giả hành. Đây là những chậu sơn thủy tiên hàng thuần của nhà em. Và tiếp theo nữa là những cái bảng phi điệp tím ạ. Một trong những cái dòng mà rất là nổi tiếng đối các bác mới tập chơi lan thì dòng phi điệp là những cái dòng mà mặt bông đẹp đáng sưu tầm. Phi điệp này thì mặt hoa sổ số cực kỳ là nhiều màu sắc và cực kỳ là nhiều màu hoa. Một bảng nhà em thì bảng thuần và tại bảng rồi. Dễ ăn khá là chắc và giá thể. Đa phần sẽ gồm 2 thân trong một bảng nhé các nhá. Hàng này em bán là 130.000 đồng một bảng. Các bác lấy từ 3 bảng em sẽ bao ship đối với dòng này. Khi mà các bác đặt kèm thêm mặt hàng khác ấy, thì mỗi đơn hàng kèm thêm thì các bác cộng thêm cho em tầm 30-40.000 thêm tiền cước đối với mặt hàng khác. Còn hàng này thì em bao ship nhé. Còn tiếp theo đây là những cái dòng phi điệp giống. Đó, dòng phi điệp giống này thì cây của nó nhỏ hơn. Các bác chăm như là chăm những con kiến ấy ạ. Những con kiến của rừng. Đó, nhưng mà đây là hàng gieo hạt của những mặt bông mẹ đẹp. Nhà em thì đây là nhà vườn người ta phân loại cho thành 17 loại phi điệp. Và khi gửi đi thì em sẽ ghi tên vào thành bầu nhá. Ví dụ đây là dòng 5 cánh trắng Hà Tĩnh này. Đấy, em sẽ ghi tên vào đây. Và cây dòng gieo hạt nên tỉ lệ mặt bông mẹ thì nó cũng sẽ là xác suất thôi ạ. Đó, và trong danh sách này hôm nay thì em có những loại như sau. Đấy, hàng này thì em bán với giá là 33.000 đồng một chậu. Các bác mua 10 chậu em sẽ tặng cho bác một chậu nhé. Đó, em có thứ nhất là Phú Thọ này, HO, Hải Dương, Hà Tĩnh, Minh Vũ, Nha Trang, Long Điền, Mắt Nai, Hồng Mỹ Nhân, Hồng Yên Thủy, Hồng Xòe, Hồng Á Hậu, Hồng Hổ Phách, Gái Nhảy, Hồng Mẫu Hậu, Nú Tam Bố và Di Linh Xuân. Đấy, những cái dòng này thì do cái số thời lượng video nó hơi nhiều, em có thể là quay qua một số tình trạng mặt hàng cho các bác thôi. Cây giống này, lô đợt này thì cây có khá là ổn, khá là đẹp. Nhiều lô về cây nó khá là nhỏ đấy các bác. Đấy, 33.000 đồng một cốc, mua 10 cốc tặng một cốc. Hàng số lượng nhà em vẫn đang chạy số lượng cho các bác. Đó, kg thì nhà em đầu tiên cập bến một lô Long Tu Sơn. Phải nói là hàng hôm nay về rất là đẹp. Và Long Tu Sơn bây giờ cũng đã đến cái thời điểm nó thắt ngọn rồi nhé các bác nhé. Đó, nó thắt ngọn nên là cái việc gửi đi xa cho các bác, kể cả lá của nó bị nát này, thì nó cũng không ảnh hưởng gì tình trạng của cây. Bởi vì riêng dòng thân thòng nó phải xuống lá nó mới cho hoa cơ ạ. Hàng có cả thân dài, thân vừa và thân ngắn. Hàng này em nhặt đi sẽ cân đối cho các bác nhé. Đó, hàng như vậy là tương đối là đẹp rồi. Đấy, những cái hàng nó xuống lá này, các bác nhìn. Nó xuống lá. Hàng này ngày mai thì những cái lá nào nó nát quá em sẽ vặt đi trước khi gửi cho các bác để đảm bảo nhất cho quá trình vận chuyển. Long Tu Sơn hàng mới về, hàng rất là đẹp. Em bán là 23.000 đồng một lạng, 230.000 đồng một cân nhé. Hàng này trong top những cái dòng rất là dễ chăm, dễ trồng đấy ạ. Và mặt hoa của Long Tu Sơn ạ. Đó, đây là một hình ảnh của dòng hoa Long Tu Sơn. Hoa rất là đẹp và rất là sai hoa. Tiếp theo em chuyển sang dòng Hạc Vĩ ạ. Hạc Vĩ hôm nay thì cũng đã đi vào thời điểm thất ngọn. Tất cả dòng thân thòng đều vậy.
Hạc vĩ em bán là 180.000 đồng một cân và 18.000 đồng một lạng. Hạc vĩ thì thuộc tuýp dòng rất là sai hoa, hàng nở hoa xuân, hoa Tết. Và đây là hình ảnh của dòng hoa hạc vĩ. Đây là dòng mà khi người ta ghép được ít nhất thuần cũng phải một thời gian dài rồi. Các bác về phải chăm từ thời điểm đầu ấy thì nó sẽ có một giò lan đẹp như thế ạ. Đó, tình trạng cây ạ. Hạc vĩ. Vừa về bổ sung hôm nay cập bến một lô hoàng thảo ý ngọc, phải nói là quá là tuyệt vời. Một cái dòng hàng mà người ta vẫn thường hay ví đó chính là năm cánh tráng họng tím đấy ạ. Đó, một dòng hoa cực kỳ là sai hoa. Hàng thực tế nở hoa đây các bác ơi. Đó. Dòng này thì cây cũng đang đi vào thời điểm đứng ngọn. Đây các bác nhìn, thân của nó đây là những cái thân tơ này, rất là mập đẹp và đang đứng ngọn rồi. Hứa hẹn sẽ có một mùa hoa cực kỳ là đẹp. Loại này em bán là 200.000 đồng một cân. Đây là hoàng thảo ý ngọc nhá. Hoa cực kỳ là đẹp. Vừa về một lô hoàng phi hạc, hàng quá là tuyệt vời. Đó, có cả thân lùn nhá các bác nhá. Đây là hàng thân lùn này. Đây là hàng thân dài cũng có này, nhưng mà được cái là hàng nào cũng đẹp mê ly luôn. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Hoàng phi hạc hàng vừa mới về. Hàng này em bán là 150.000 đồng một cân. Dòng này hoa nở xuân và hoa cực kỳ là sai nhá. Trong đây đó chính là đai châu. Đai châu một cái tên gọi khác đó chính là nghinh xuân hay là ngọc điểm đấy ạ. Hàng này nở hoa vào mùa xuân. Đó, ra hoa xuân nên là có tên gọi là nghinh xuân. Hàng nhà em hôm nay là hàng cây giống. Đây hôm nay về thêm một ít hàng cây chung, cây lô lớn lớn ở bên kia rồi. Và em bán đồng giá hết với giá là 580.000 đồng một cân. Hàng cây giống này và hàng nghé này nó phải rơi tầm khoảng 25 cây đến 50-60 cây một cân nhé. Các bác lấy cái loại size mà tầm khoảng bao nhiêu thì các bác ước chừng cho em trong quá trình đặt hàng. Đó, để em nhặt khi mà nhân viên người ta nhặt theo đúng cái yêu cầu của mình. Thích loại cây nhỏ cũng có và loại cây to cũng có. Cây thì rất đảm bảo rất là tươi. Đấy, kể cả những con cây nghé nghé xíu xíu này nhìn nó rất là đẹp. Đó, hàng này thì ghép vào trụ hay là ghép vào lũa thì đều dễ sống. Đó, riêng dòng này thì các bác mới tập chơi thì em cũng có khuyên dùng. Đó, 580.000 đồng một cân. Hoàng thảo tam bảo sắc. Một cái dòng hàng phải nói là cực kỳ là siêng bông. Và nói với đến loại này thì cũng rất là hiếm khi có hàng luôn, không phải lúc nào cũng có. Hoa của nó thì như thành một suối hoa. Bông hoa ba màu rất là đẹp. Đó, đây là dòng hoàng thảo tam bảo sắc, dòng thân thòng đấy ạ. Và tình trạng cây thực tế ạ. Đối với dòng này thì nó sẽ có cả thân tơ và thân già. Đây là những cái thân tơ này và đây là những cái thân già này. Nó không có rễ to nhưng được cái là nó rất là nhẹ. Các bác có thể lấy một bó tầm 50.000 hoặc có thể lấy tầm nửa cân. Bên em sẽ nhập theo yêu cầu của các bác nhé. Dòng này hoa thì đẹp như vừa rồi ạ. Em bán là 22.000 đồng một lạng, 220.000 đồng một cân. Đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Phải nói là cái thời điểm khi mà em mới bán lan, dòng này cực kỳ là hiếm và được các bác cực kỳ ưa chuộng đấy ạ. Số lượng về có chút thôi, không có nhiều. Và vừa về một lô đó chính là dáng hương đuôi chồn. Đây là dòng dáng hương chồn trắng ạ. Có sự phân biệt giữa chồn trắng và chồn tím bởi vì cái thân của nó là thân xanh. Chồn tím thì thân nó sẽ tía đỏ hơn. Đấy, cây hôm nay về thì nói về độ tươi thì không phải bàn luôn. Và dòng này thì vòi hoa cực kỳ là dài. Đấy, vòi hoa của nó này, cái vòi hoa năm vừa rồi các bác sẽ nhìn thấy ạ. Và đây là em sẽ cho mọi người xem đâu, những cái mặt hoa của dòng đuôi chồn nhé. Bông hoa thì cực kỳ là sai hoa và dòng hoa dài. Tại sao và dòng này khá là được các bác yêu thích và nổi tiếng. Đây ạ, dòng dáng hương thì cũng rất là dễ trồng. Đấy, cái vòi hoa của nó phải dài đến 2-3-40cm. Cực kỳ là dài luôn. Đó, đây ạ, tổng lô hàng mới về, rất là tươi đẹp. Loại này em bán là 200.000 đồng một cân nhé. Dáng hương chồn trắng ạ. Các bác có thể lấy nửa cân hoặc là vài ba lạng cũng được. Còn sang bên đây, em mới cập bến một cái lô dáng hương sóc Lào. Hai dòng này thì giá tiền nó sẽ khác nhau một chút. Tuy nhiên thì mỗi loại nó có một vẻ đẹp riêng. Đây là dòng đuôi sóc thì bông hoa nó sẽ to hơn dòng đuôi chồn. Cũng là dòng màu trắng tím. Đó, tất cả những cái dòng này cây đều là cây lá xếp nhá. Rất là đẹp. Lô sóc hôm nay cây khá là to ạ. Nhiều lô rồi cây nó nhỏ xíu ạ. Cây như vậy thì quá là đều và đẹp rồi. Dáng hương đuôi sóc em bán là 140.000 đồng một cân. Còn dáng hương đuôi chồn là 200.000 một cân nhá. Hải yến lá xếp ạ. 150.000 đồng một cân và 15.000 đồng một lạng. Đây là hải yến. Và đây là mặt hoa của hải yến lá xếp đấy ạ. Dáng hương bạch nhạn, một trong những cái dòng dáng hương hoa màu trắng tinh và nở hoa vào thời điểm tháng 4. Cây của nó vừa và nhỏ, không có cây to lắm đâu ạ. Bởi vì cây to đa phần là loại này nó hay bị lỗi lắm, lỗi ngọn với cả ấy. Nên là cây này đa phần là cây vừa. Đó, cây vừa và các bác được sẽ rất là nhiều cây cho một cân. Bông hoa của nó màu trắng tinh thành từng chùm. Trắng tinh khô luôn. Loại này em bán 150.000 đồng một cân, hoa thơm.
và về bổ sung thêm một lô hoàng nhạn tháng 4. Thời điểm này cũng là cái thời điểm cuối vụ của hoàng nhạn tháng 4 rồi ạ. Nên là em sẽ cố gắng là có những cái lô hàng nào mới về, em sẽ tranh thủ nhập hàng để các bác sưu tầm nốt những cái thời điểm cuối vụ với giá thành nó rẻ. Đấy, đầu vụ thời điểm giá hoàng nhạn tháng 4 thì rất là cao. Và riêng dòng hoàng nhạn thì lọt vào top những cái dòng đệ nhất hương thơm. Hoàng nhạn tháng 8 phải nói là giá trị cực kỳ cao. Tuy nhiên thì tháng 8 năm nay thì chưa có hàng ạ. Và riêng dòng tháng 4 nó cũng đã đáp ứng đủ nhu cầu những tiêu chí về hoa và hương và sắc rồi ạ. Loại này em bán theo cân nhé, là 45.000 đồng một lạng và 450 một cân. Cây vừa. Nói chung là cây bé quá em sẽ lọc ra, còn đâu đa phần là cây vừa như vậy này. Hàng rất là đẹp, rất là tươi, hàng mới về ngày hôm nay đấy nhá. Và về thêm một lô dáng hương quế tím ạ. Tình trạng cây ạ, đều là những cây lá xếp, hàng rất là tươi đẹp, thân tím. Quế tím em bán là 150.000 đồng một cân. Đấy, đây là quế tím ạ. Địa lan Caran, một trong những cái dòng hoa mà màu hoa xanh cốm ạ. Một cái dòng địa lan mà rất hiếm khi mà có cái màu hoa xanh cốm như thế. Địa lan Caran em bán là 130.000 đồng một cân. Hàng mới về thêm, hàng rất là tươi mới ạ. Hàng cực kỳ là tươi, tổng lô ạ. Và đây là mặt hoa của dòng địa lan Caran này. Đó, đây cái bông hoa của nó có lưỡi cơ. Đây cái bông hoa chuẩn bị nở thì các bác nhé. Nên là các bác nhìn sẽ cánh của nó sẽ chưa nhìn thấy cái họng của nó. Đây cái bông hoa của nó khi nó nở nó sẽ có họng như thế này. Đó, màu xanh cốm luôn đấy ạ. 130.000 đồng một cân. Và tiếp tục một cái lô đùi gà thân tơ. Dòng hoàng thảo đùi gà thân tơ nhà em vừa cập bến. Hàng đã đứng ngọn hết rồi. Và nói đến dòng thân tơ này, phải nói là đến Tết là các bác hưởng hoa một cách trọn vẹn nhất đấy ạ. Tức là tất cả những dòng này, thân này đều là thân để nó ra hoa cho các bác luôn. Đấy, hàng này thì nó rất là đẹp, rất là tươi mới. Đấy, hàng này không có thân già. Em bán là 230.000 đồng một cân, 23.000 đồng một lạng. Đây là hoàng thảo đùi gà thân tơ, hàng tuyệt vời. Và đây là địa lan Mạc Thu ạ, một trong những dòng địa lan với hoa sai hoa. Một số nơi người ta vẫn thường gọi là Trần Mộng Thu ấy ạ. Hoa hiện tại thì em thấy một số cây còn đang có vòi nụ, nhưng mà vòi nào mà dài quá thì đa phần là nó khó giữ. Còn các bác về chắc chắn sắp tới cũng sẽ được chơi hoa luôn. Loại này em bán là 120.000 đồng một cân. Đây là địa lan Trần Mộng Thu hay là Mạc Thu. Đấy, những bông hoa của nó này rất là đẹp. Đấy, hình ảnh gửi cho em chỉ có 120 một cân thôi. Kiều Vuông Thủy Tiên cánh trắng vừa về một lô kiều vuông thân lùn. Hàng này là hàng thân lùn nhá. Với những cái độ tươi của nó thì quá là tuyệt vời. Và đây ạ, cái mắt hoa của nó đây, thành từng chùm. Em bán với giá là 230.000 đồng một cân. Đây là địa lan, kiều vuông thân lùn, 230 một cân. Hoàng thảo môi tua, một trong những cái dòng hàng bông hoa của nó cánh tua rua và hoa sáp rất là đẹp đấy ạ. Dòng này em bán là 15.000 đồng một lạng, 150 một cân. Bông hoa của nó đây, tình trạng cây thì rất là tươi đẹp. Hoàng lạp 150.000 đồng một cân, 150 một cân hoàng lạp ấy ạ. Tiếp theo kiều vàng 180.000 đồng một cân, thành từng chùm. Hoàng thảo vẩy rồng với những chùm hoa rất là đẹp và rất là sai hoa, 130.000 đồng một cân. Đây là hoàng thảo vẩy rồng nhé. Sang bên đây em có lô hoàng thảo trinh bạch này. Đó, hoàng thảo trinh bạch 130.000 đồng một cân. Đấy, hoàng thảo trinh bạch. Đây, nó thành từng khóm như vậy này. Và hoa nó thành từng chùm ở trên chóp ngọn, rất là sai hoa. Hoa màu trắng và họng màu hồng. Em có một lô sóc lào hàng thanh lý này. Sóc lào mới về là 140. Còn hàng thanh lý này thì em bán với giá là 90.000 một cân. Đấy, 140 một cân, còn cái hàng này là 90.000 một cân nhé. Các bác lấy cái loại hàng thanh lý hay là hàng mới về thì các bác báo em. Hoàng thảo kim thoa 130.000 đồng một cân. Em có một số cái rề rất là to, các bác lấy hàng rề cũng tính theo giá hàng kg nhé, 130 một cân. Hoàng thảo u lồi ạ, về một lô hàng quá là mướt đẹp. Và hàng này thời điểm này cũng đã thời điểm đến thời điểm thắt ngọn xuống lá rồi ạ. Đây ạ, kể cả hàng thân ngắn, thân dài đều thắt ngọn hết rồi. Là hứa hẹn sẽ có một cái mùa hoa rất là rực rỡ. Đây, bông hoa của u lồi đây. Các bác nhìn sai hoa cực kỳ nhá. Hàng này trước khi gửi đi ấy, những cái lá nào nó vàng em sẽ ngắt đi cho các bác. Ví dụ như thế này,
ngắt đi để hạn chế cái việc thoát hơi nước cho cây các bác nhé. Đây ví dụ những cái lá này là vàng này, em sẽ rứt ra đấy trước khi gửi đi để đảm bảo cho các bác, ví dụ đến nơi thì cây của nó đây cũng sẽ có thân tơ như thế này đó, gửi đi cho bác là vừa lợi cân và thứ hai là nó tránh sự thoát hơi nước. Đây những cái lá vàng này này đó, hàng này thì em bán là 250.000 đồng một cân, cả hàng dài hàng ngắn, các bác muốn lấy hàng dài cũng được, hàng ngắn cũng được, báo em. Hàng ngắn thì các bác sẽ được rôi mầm hơn, hàng sưu tầm hoa nở Tết ạ, riêng dòng này thì hoa nở Tết, một cái lô hàng quá là mới về, đẹp lắm ạ. Long tu đá, đây là dòng long tu đá quá nhá, không phân biệt trắng hay tím. Loại này em bán 150 một cân, hàng thắt ngọn hết rồi. Hoàng thảo đùi gà tròn, đấy có cả những cái loại thân rất là nù mập này, có cả thân dài. Loại này em bán 200.000 đồng một cân. Gà tròn và cái hàng gà 100% thân tơ, giá thành sẽ khác nhau ạ. Và đây ạ, kim điệp xuân, một trong những cái dòng hàng mà hoa nở vào dịp thời điểm mùa xuân, hoa cực kỳ là sai hoa. Nói đến dòng này thì các bác sẽ hình tượng ra những cái dòng mà với bụng bông hoa màu vàng tươi và rất là sai hoa như thế. Em bán là 150.000 đồng một cân kim điệp xuân. Dendro, dendro nắng. Bây giờ thì có cái dòng ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ nhiều này, còn một vài cây Cisaret à. Ui, bông hoa này. Đó. Đây cây thỏ vàng. Đấy, còn một số loại dendro bình thường em bán 80 đến 100.000, hôm nay em bán thanh lý 70.000 một cây. Đặc biệt là ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ em giảm sâu ạ. Em nhập lô dendro mới nên em thanh lý các bác nhé. Giá siêu rẻ luôn. Giá này kể cả các bác mua 10 cây mới được giảm giá. Hôm nay các bác mua 1 cây đã được giảm giá thành 70.000 rồi. Đây là cái giò kiều vuông lộc bắc này. Đây đang đi mầm tơ này. Đó, đang đi mầm, hàng kiều thuần, hàng lộc bắc thì hàng khá là hiếm. Giò này bình thường em bán 280, hôm nay còn duy nhất một giò em bán 250 giò này nhá. Một số bảng long tu xuân di linh thì hôm nay em treo cao quá ấy, thành ra là không báo giá cho các bác được. Và giá thì dao động từ 1 triệu đến 1 triệu mốt một bảng nhá. Đây, những cái dòng long tu xuân di linh và hoa phải nói là như những cái suối hoa. Hàng này hoa có thể dài đến hơn mét. Đó, có một số giò này là giò hạc vĩ thiên cung lữ bố và hoa hồng đỏ hàng chậu này. Còn vài chậu, đấy, nó không được đẹp mã cho lắm. Em thanh lý luôn nhá, giá sập sàn luôn là 100.000 đồng một chậu, giá thông thường là 180.000. Đây là hạc vĩ thiên cung lữ bố đây, hoa tím đậm đấy ạ, 100.000 đồng một chậu, giá thanh lý. Đây là giả hàng hồng ngọc, giả hạc hồng ngọc, bình thường là hạng 180-200. Hôm nay em thanh lý 130.000 đồng một chậu, bán thanh lý luôn. Còn một rổ này, 130.000 một chậu. Một chậu thông thường từ 2 đến 3 thân. Em còn hai chậu phi điệp DL202 này. Một chậu này, hai thân dài, đẹp, 230.000, giá bình thường 250 đấy ạ. Hôm nay bán 230. Còn chậu này hình như là chậu bị bom này. Chậu này về bị hư mất gốc hai thân rồi. Thôi, chậu này em bán thanh lý để các bác về các cắt ra kỳ cho em nhé. Chậu bán 50.000, 50.000 cái chậu thanh lý này. Đấy. Một chậu 230, một chậu 50.000. Hồ điệp hàng đang ngồng hoa, hàng này chơi hoa Tết và chơi hoa quanh năm, hoa bền, 55.000 đồng một cốc. Và mua 5 cốc tính giá 50.000. Và tất cả những dòng phân thuốc giá thể trồng lan thì nhà em đều cung cấp hết. Các bác đặt hàng thì có thể liên hệ trong quá trình đặt hàng nhé. Sau đây thì em xin phép là kết thúc clip và nhận đơn hàng các bác trong phim ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.